Bắt đầu đây. Rồi bây giờ là đến tiết mục mà bé My sẽ gửi tiền cho thầy, tiền viện trợ của một vị Phật tử ở nước ngoài quyên góp để xây chùa, và bé My đứng ra nhận cái số tiền này, nên bây giờ bé My sẽ chuyển số tiền này lại cho thầy.